tóc đẹp mà em rửa tóc nè. Cô đang ngủ rồi. Xong ngồi dậy chơi đi con. Ngồi dậy chị kêu ngồi dậy nè. Sáng rồi nó ăn gì chưa chị? Hả? Chưa ăn. Nãy ăn có chút xíu. Mệt đi sao vậy? Nó mệt đi sao vậy? Nãy chị chở nó đi vòng vòng đi chợ đó, đi chợ Thủ Đức nó vậy thì nè. Đi ra ngoài có nhiều người nhận cho nó không chị? Trời ơi. Bây giờ nổi tiếng quá trời ra. Mà. Đâu có, nó cũng chạy lòng ngọng đi chơi vậy, tại hồi nãy sáng giờ đi mệt chị về cái cho nó nằm nó nghỉ đó. Dạ. Sáng nay là chị chở đi đâu chị không? Chị hồi sáng chị chở nó đi chơi vòng vòng Thủ Đức chứ chị đi mua đồ về dân bán á. Hôm nay có chiếc áo của Vũ. Đó sao à? Ủa nhưng mà áo này là áo cho cún cưng hay là áo cho người ta? Áo thú cưng á, bạn có vừa cưng. Còn cái chị đi mua đồ của người á cho nó bạn. Cái nào tại vì em thấy nó không có vừa vừa ấy. Vậy là chị chuẩn bị để ngày mai đi cổ vũ đội tuyển Việt Nam hả? À, hồi sáng giờ đi mua đồ chuẩn bị cho nó mai. Tức là mai chị đi vào phố đi bộ hả? Chị chưa biết nữa. Để rảnh á thì chị mới đi. Nếu mà vào phố đi bộ là phải dọ mõm lại cơ. Dạ. Đúng rồi, nó có giấy tờ đầy đủ chứ. À là trời, mình cái em này là cái nguồn gốc gì này như thế nào chị? À, nói chung ra là mà hồi mà đó là con hiện bây giờ con gái của chị là nó đang học ở trong trường thể dục thể thao á cơ. Ở bên bóng chuyền á. Rồi cái ở trong đó nó có nguyên một cái vườn lá lốt đi. Cái con chó mẹ của nó là con chó Quang. Cái bắt đầu cái nó đẻ đâu đâu được ba con á. Cái bắt đầu cái con gái cho chị cũng không hay nữa mà nó nghe cái tiếng kêu không à. Cái bắt đầu vô nói với mấy đứa bạn đó, nó nói là ê tao thấy ở trong trường mình hình như có cái tiếng mà chó con kêu á tụi bay à. Cái mấy đứa nhỏ nó nói đầu đi kiếm thử coi. Cái bắt đầu con gái chị nó mới lần theo cái tiếng kêu á. Cái mà bữa đó hôm đó là trời mưa nữa. Cái bắt đầu đi ra cái thấy nó nghe cái tiếng kêu mà nó nằm ở dưới cái hang á, mà nó đào cái hang mà em biết nó lốt là nó lên tới gối mình hơn vậy đó. Dạ. Nhưng mà con chị vẫn tìm mà ha. Cái nó cái đi tìm cái sao mà giặt cái bụi lá lốt ra cái thấy nguyên một cái hang đó là có ba con. À có ba con, cái bắt đầu nó thấy nó tưởng là chó bình thường, lông bình thường thì thò tay tới những thò tay vô thấy sao mà nó ghê quá, nó giật ra cái bắt đầu la lên, cái bắt đầu cái mấy đứa mà nó dạng dạng đó nó lại nó ẩm ra nó lôi ra đó, có mấy cái tấm hình hồi nhỏ đó cưng. Nhưng mà con chị lúc đó cũng liều quá, ví dụ chó mà nó mới đẻ nó không giữ lửa vô nó cắn đâu, hồi đó không có mẹ nó cưng, không có mẹ nó đi rồi. Cái bắt đầu cái nó lôi ra, cái bắt đầu cái bữa hôm đó cái chị vô chị chơi chị thăm con chị á, cái nó nói mẹ có con chó Quang á, mẹ nó đẻ ba con chó con mà bây giờ á là con chó nó ngộ lắm, cái nó dẫn chị ra chị coi, chị nó ơi trời ơi trời cha xanh đúng á, tôi nói trời cha xanh mẹ đẻ tới giờ hả mới thấy con chó nó xấu như vậy á, mà theo trong chị nghĩ là không mà cưng có đúng không, cha xanh mẹ đẻ giờ có nhầm người không biết luôn á, không thấy con chó lên như vậy luôn á. Cái chị nói ôi trời hô là nó bị bệnh thôi, nó quá thai mình nghĩ vậy. Nó dơ giấy gì trời sao ghê vậy mà nó gớm lắm, em nhìn em không gờ được nó đâu, chị thấy chị không dám gờ nữa. Cái chị nói thôi đi thấy ghê quá bé à, mà Trường An ơi con có nuôi con mẹ không dám nuôi đâu nhìn gớm quá. Nó nói mẹ chẳng lẽ con có con chơi cái, nó nói mẹ nuôi đi, nó nói mẹ chẳng lẽ con chó đẹp người ta nuôi, con chó xấu người ta không nuôi. Cái mình nói sao con mà nó nói cũng chung ý, chẳng lẽ bây giờ người đẹp có người nuôi, người xấu không có người nuôi sao đúng không. Cái bắt đầu cái chị mới nói ừ con muốn nuôi thì con bắt đi, con bắt con nào con đi rồi về mẹ nuôi cho, mà mình nuôi trong bụng mình này, mình nuôi cho con mà nó vui chứ không phải mình có nghĩ trong không có biết thương tại nó ghê quá. Mà thí dụ con chó mà có lông em ẩm vô em cảm giác em cưng em chiều em nựng nó, bữa này chợ nhìn thấy ghê không chết như con hà mã vậy á, mà da đồ nhìn nó nhăn nheo như ông già 80 tuổi gì đó mà nó xấu vậy đó. Chị nói không có gian chứ từ trong trường mà con chị nó bắt vô, tao nói mày làm ơn một phút mày bỏ vô bị đi cho mẹ sách, chứ mẹ không có sách ở ngoài đi đâu. Mày nghĩ sao tao vậy mày, khi tao sách con chó vậy nó gớm vậy, ý là chị nó chơi nó vậy á. Trời ơi chị sách từ trong trường về chị lẩm bẩm vậy nó, trời ơi trời khóc biết con gái luôn rồi trời. Rồi nhưng mà sao rồi cái quá trình sao mà mình lại quý nó vậy? Cái em biết không, cái về với chị nuôi cái chị nói à, chị nói chờ để chị đặt tên, cái chị nói thôi mày xấu quá tao đặt mày tên Su luôn cho rồi đi đó. Em à bé Su cho rồi đi, chứ bây giờ mày xấu quá phải mày đẹp tao đặt cái tên là con này con nọ con gô la đồ hay là con này con nọ đẹp. Em này là không có lông từ xưa giờ luôn hả chị? Không, nó vậy đó, nó chỗ lũ vậy đó, nó có bốn cái giò, nó có bốn cái lông lông vậy nè. Chứ cái chớp nó có vậy đó, rồi cái đuôi nó cũng không có lông nữa đó, nó vậy đó. Mình chị sơn móng chân cho nó à, ở nhà mấy đứa con gái với giờ á
là nó điệu nó cho nó vậy đó. Cái em biết không, nuôi đâu được 3 tháng đó chị, tự nhiên cái chị thấy nó càng ngày thế. Em biết không, hình như là chị nói nè, nhà xấu quá nha, tôi ẩm ra ngoài cái hồ đá ở ngoài, tôi dục ở ngoài gán kiệu nha, là ai bắt á tôi bệnh mắt lại, ý là trong bụng mình chọc mà nói cho nó nghe vậy nha, con mà đừng có lì nha, con ỉa đái hoặc là cái gì mà sạch sẽ con đi ra ngoài nha, chứ con không có bừa bãi trong nhà nha, quánh con nó nha, mà nói nó biết nghe, nó nằm nó liêm nhiêm mà hình như cái số phận nó cũng hiểu, số phận của nó là bỏ rơi hay sao vậy, theo mình cảm giác mình nghĩ á, mà cái mặt nó buồn hiu à. Cái em biết không, tự nhiên cái phát sinh ra tự nhiên nó khôn, chị đi đâu nó theo đó, chị ra trước chị buôn bán nó cũng đứng dưới chân, chị làm cái gì thì nó chui dưới cái gầm ghế nó ngồi, rồi nó đi tiêu đi tiểu hỏi gì thì nó đi qua đường, rồi nó bắt đầu ha, nó dắt mình, dắt nó đi rồi đi vô, và chị nói nó cái gì nó cũng nghe, cũng như một đứa con nít vậy đó, tự nhiên tỏ ra vậy cái chị thương nó, bắt đầu từ chỗ đó. Tức là từ cái hôm mà chị gọi là chị của chị chửi nó, chị yêu nó ha. Có, đúng rồi. Cái sau lại em biết không, có một lần nữa cái bắt đầu cái nó ăn bã. Nó ăn bã, chị đang làm á, cái chị không hay, nó qua đường nó toilet nó ăn bã. Cái nó nằm xuống nó phì bật mép rồi hết trơn luôn. Cái bốn cái giỏ nó quào mà nó la cẳng cẳng cho nó rồi, nó chết queo rồi chứ không sống cứu được đâu. Thì thôi bây giờ á, còn cái nước là cái chị ẩm nó vô, chị đưa cái miệng nó vô trong cái giò nước á, dặn xả nước nó vô. Cái mà nó hên cái là cái hôm đó là chị ra chị bán. Cái em biết sao mà trước khi chị ba ra chị bán á, là 3 giờ chiều chị cho nó ăn no á, thì nó vô cái thuốc nó ngấm không có kịp á. Cái bắt đầu cái chị nhồi nước nó xong cái nó ói ra được 2 lần vậy á, cái bắt đầu nó tỉnh nó nằm nó thở rồi chị gọi sống à. Hồi đó là chị khóc quá trời luôn, chị nói trời tội nghiệp dữ, là chết rồi, kiểu này xong rồi nó chết rồi. Thì là bắt đầu nó từ cái chỗ đó, em biết không, bây giờ nó không bao giờ nó ăn cái gì bậy bạ, nó lụm cái gì ngoài đường này xá nó ăn nữa hết. Tới bây giờ luôn. Nó khôn cỡ đó luôn á. Là cái lúc mà nó ăn bả là nó bị cái đó, là nó đó con thấy không, con ra ngoài con lụm con ăn tầm bậy tầm bạ là con bị vậy, tự nhiên là nó thấm thiết rồi sao ấy. Bây giờ em dục cái gì ngoài đường ngoài xá nó không bao giờ nó thò mỏ nó xuống đất ăn. Chỉ là chị đút cho nó ăn no rồi nó uống nước xong rồi nó đi vòng vòng nó chơi với mấy cái con chó của ông anh ở trên đây. Mà đại kỵ nhất là con cái từ xưa giờ không có cắn lộn. Ai cắn nó là nó để cho cắn, chứ hồi là nó chạy hồi nó bợp cái đầu xuống nó bò, cái nó không cắn. Nó có găng đâu mà nó cắn nó vậy nè. Nè con. Nè, nó vậy nè. Ủa sao nó kỳ ra từ lúc nhỏ đó, nó vậy đúng không? Đúng rồi, từ nhỏ tới lớn nó vậy đó cưng. Có mấy cái răng vậy thôi hả? Có bữa ha chị, em biết không, đi vô siêu thị á. Thôi thương quá. Đi vô siêu. Nó vậy đó. Đây này mấy bạn coi cái chân thế này. Cưng lắm. Này là chị có lông là ngay chỗ á, bốn cái chân với lại cái mỏng đầu thôi. Ghét. Nhưng mà ai nựng thì nựng à. Sờ đã chứ. Trời ơi cái da này em coi cái mình đó nè. Cái sợ mấy. Thà mã thật. Em gì nè. Ủa cái đuôi này. Cho bằng cho em đứng nha. Con này được cái nhỉ. Hả? Con này cái. Cái. Con nằm xuống này biết sao. Nằm xuống. Nằm xuống đi coi. Cho cô quay chút đi nha. Đẹp mà. Nha. Nè, biết mình nuôi này rồi mọi người có nói gì không chị? Cái bắt đầu cái từ chỗ đó cái hồi chị đem về cái ai cũng nói trời, cái bà đó bà nghĩ thì sao, bà ôm chó ở đâu mà nó gớm dữ vậy trời, bà đem thì bà nuôi ghê vậy trời. Không, tại vì lúc nhỏ đúng gì nó sợ, bây giờ nó béo thì nó căng nó đẹp. Tại do hồi đó nó này xấu là do quá. Mập này, mập và lười này. Đúng rồi, thương ghê. Nó dẫu lắm, chuột đồ trong nhà, giá chuột, ruồi, mũi cái gì là bắt đầu nó lật, nó bắt, nó cắn, nó nhai, nó giục hết. Nhưng mà dưới nhà giỏi lắm á, sủa rồi thanh thao lắm. Thì thay cho nó nằm quạt miết vậy nè. Đúng rồi, nóng ha. Nằm quạt này đâu nó mát lắm sao chị? Tại do nãy giờ chị chở nó đi ngoài nắng á. Nè cho đi ăn cháo. Cái này thì cho mẹ xem bạn chó này luôn. Mẹ em cũng lúc đầu cũng ghét chó lắm. Sau cũng cô nhà cứ nuôi tự nhiên là quý nó. Nó cũng khôn, nó nói thì nó nghe đó. Tối chị ngủ là leo lên giường ngủ chung chị, ngày tắm 3-4 ghét á. Ba bốn gác tắm sạch sẽ, tắm xong phải lấy bông gòn, phải nhà lỗ tay, sơn cái lỗ tay thế này, sơn cái chân đỏ rồi mặc áo đỏ, cờ đỏ sao vàng để mai đi cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Chạy rồi nó ôm như đứa mất tắm ướt á, mà nó ướt cái nó vô làm cái kia mà chỗ nó khôn lắm, em chưa tưởng tượng đâu. Chó nhà em thì ngày tắm mình chỉ không tắm. Nào mà bận lắm là không tắm. Da đen này là người da đen, chó da đen. Đi đâu chị dưỡng nó lắm. Nói chung là có cái anh cũng gọi điện thoại, anh cũng trả cái có số tiền đó gì không rồi. Mới đây là thấy chưa, hồi là clip mấy hôm nay hot đó đúng không chị? Nói chung là cái clip đó nó mới hot lên. Dạ. Nằm ở đây coi nào. Nó mới hot lên là anh cũng có lợi ngỏ ý là trả cái số tiền rất cao đó mà nha em chị không học hết. Là mình mến, mình quý, mình thương, mình nuôi đúng không chị? Chứ thương lắm.
chị đi đâu, chị đi có lần như là 3-4 hôm chị đi siêu thị á, chị lấy hàng về bán á, là chị bỏ nó ở nhà, là bắt đầu mỗi lần mà nhốt nó trong nhà rồi đi về cái bắt đầu nó hí rồi nó tức nó giận nó là hờn rồi nó cưng lắm. Kìa là bỏ đi bỏ ở nhà không cho người ta đi. Ừ đúng rồi. Còn có hôm em biết không, nó cào cái cửa hả, về cái mõm nó vậy nè, cái răng nó vậy nè, chảy máu hết trơn này luôn. Đây nè, em coi nó cào cái cửa, cái đâu có răng đâu, nhốt nó tức quá. Ừ rồi đi về á ha, đồ đạc á ha, trong nhà á ha, nè thành quả của nó nè, nó gứt nè, đi nhốt nó trong nhà đó, nó gứt đó. Ừ. Cái nhà đó đó em coi nhà nó gứt hết trơn hai cái ghế của chị đó, cho nó đi đấy thì đó, nó về nó tức đó. Và mỗi lần nó đi á ra đó nghe là nó cưng lắm, nó có cái ghế đi ra hả, là nó đứng cái cử chỉ của nó không biết hết. Chào. Đi như là con tí nhà chị nói, chị nói nhiều khi á, chị nói là kiểu như có khi nào mà nó động thai lên cái kiếp người không lắm, không thiệt luôn á. Nhiều khi em biết nó ngộ lắm, cái thành phần của nó nhiều khi em không ngờ được như con chó lạ lùng như người ta đâu. Nhưng mà chị thấy nó có cái đặc điểm gì mà chị cảm nhận được cái gì? Nói chung là nó thích cái gì á là chị biết liền. Nhưng cái nhà như chị nói nha, nhiều ngày chị đóng cửa lại chứ chưa chị ngủ, chị ưa đóng cửa, chị sợ đóng cửa lại ngủ cho nó yên á. Là chứ chưa mà bé Su mà đau đáy á nghe, là bé Su chạy vô toilet bé Su đáy nha, tự động và động đi vô đá đáy, ngồi đá đáy. Vô đó ngồi luôn mà không có lên bàn cầu mà ngồi ở dưới đó đó. Nguyên đáy. Ừ. Đáy xong rồi bắt đầu đi ra, lên nằm ngủ tiếp. Mà chừng nào mà nó đau bụng ị á thì nó bắt đầu có lại nó gào cào chị, nó cào 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 tay chân vậy đó. Là biết chị đi ra ngoài đường đi, chỉ đi bắt đầu dẫn chị đi mới đi ra chị đi ra đĩa đáy. Đó. Rồi không rồi á là chỉ mà đau đáy không thì chị chạy vô toilet. Tự đi luôn. À tự đi. À chị nói là tao muốn mua bao nhiêu chị? Nói chung á là có bữa thằng Hoàng Nhật bên báo gì đó, Minh Nhật báo viên à, đúng rồi, thằng đó nó đăng lên thì bắt đầu chiều khoảng 3 giờ chiều cũng có một anh á, ảnh điện lại điện thoại lại, ảnh xin tên là ảnh là tên Kiệt, anh cũng ngỏ ý ảnh nói ảnh bây giờ ảnh cũng muốn sở hữu bé Su rồi vậy đó. Yeah. À, nhưng mà ảnh cũng muốn sở hữu đó không, em muốn đồng ý, ông nói là ổng cũng cưng như là em cưng vậy thôi. Tại nói chung là chị cưng nó làm sao, em cưng em quý nó vậy, nó cũng không được. Nói chung là chị cũng thương, bây giờ thương nó cũng như ngang hàng như là muốn con. Sắp xỉ với con chị rồi. Nó cũng như thành thật. Anh nói là anh mua bao nhiêu chị? Anh trả 200. 200 triệu. Sở hữu để quảng bá một một quán mà đại khái là anh không có nói là cái quán ảnh là quán gì, anh nói không có một cái cơ sở để quảng bá về thương hiệu của anh. À, nhưng mà mình không đồng ý. Yeah. Mình đã thương nó như thành viên gia đình rồi sao đúng bán rồi, được đúng, không nở lòng nào đâu em ơi. Nhiều cái là có hôm chị bị bệnh, chị sốt, chị nằm đó 2-3 ngày nha chị, em có tin không, chị không mở cửa này luôn á, là tự vô đây là đi tiểu gì làm trong đó. Nhiều khi trong nhà mấy ông anh không 3-4 ngày không thấy mặt nó luôn đó, chị nằm nó nằm kế bên chị vậy đó. À nó nằm kế một bên á rồi đó hả, là không có đi ra ngoài đường ngoài xá gì hết. À, dù có muốn đi nặng thì cũng không dám gọi chị bởi vì biết chị đang bệnh đó. Chị nằm đó là nó nằm sát một bên, mà nằm là phải nằm sát một bên nha, cho đụng chị nha, chứ không phải là nằm ngờ nha, cách ra đâu, phải là cái người phải đụng vô trong người mình là mới chịu đó. Cái này là do cũng hơi mập này cho nên là lười đi, lười di chuyển y không phải nó giỏi lắm đó mà tại do hồi sáng tới giờ, từ hồi sáng giờ chị chở nó đi Thủ Đức nè, chị mua đồ mua đạc đó. Rồi chị chở nó theo, nó ngồi trên xe nó mệt, là cái thứ nhất nó hay nó nắng nữa. Ngồi xe nó quay là cái người mình nó ngồi em nghe bây giờ người bắt đầu mát lại rồi nè, đâu cái mình nó mát lắm tại em biết cái người đó ôm nó lạnh tanh ghê bé cưng à. Chị nhà chị mặc ra cái áo lại cho em, cho bé nữa. Hay khi vợ đó chị nói trời ơi nặng quá trời luôn rồi. Hay cái nhà nào mà ai kéo gì cảm giác y như con heo á. Đây, tôi đứng lên là cho mẹ đấy. Nè, ngồi kéo lên. Nó nổi, ôm nó nổi nó luôn, ôm nó ghét muốn chết luôn á. Đây. Tèm, chọn dính. Chị bế lên chụp tấm hình được không? Ảnh đó hả? Ý là cho nó ngồi lên đây này. Lên đây. Chị đâu tay sợ chị. Ly phụ chị được không? Không, để đi. Đây này, đó. Chưa để. Ôi ơi. Đây, đúng rồi, để chụp tấm hình nào. Chắc nó biết đấy. Cương chết đi Cương ơi. Mắt tay. Đi con mắt tay đi. Dẫu lắm cái gì cũng biết hết á. Gì cũng biết hết trơn á. Đi đâu mà khi bé Su coi trên xe nha. Là nằm đó là ngồi trên xe, nó ngồi coi cho chị đi chợ đi đồ. Mà ai lại đụng xe là mà cắn không được chứ cũng cạp. À mà nó có đòi giống gì? Hả? Nó có đòi
ý là đòi giống á, đòi đực á. Nó cho cái hả? Nó chịu chứ mà, nhưng mà chị cộng nó lại. Còn. Chị bắt là chị mình nó biết nghe đó, chị kêu đi vô, lại đi vô. Nó hiền lắm. Giữ nhà giỏi lắm á nghe. Lại mai đi cổ vũ đội tuyển Việt Nam nha. À, nhìn này, nhìn này, nhìn này, chụp hình nè. Chú ơi. Chú này, chú này. Trời ơi. Ghét ghê luôn á. Đây. Ôi, mặt, dạ, mặc áo mặc quần luôn nha. Mặt này hình như không vui sao á. Đang đi mệt từ sáng giờ đó. Nay là bảo là vậy là hợp tác ấm rồi đấy. Hợp tác ấm rồi đấy. Em đi từ cái này hỏi nhiều nha. Nó người nó có bao giờ bị nổi nụt không nhỉ? Có không? Có khi em biết này. Sao mấy cái phốt này là em biết cái gì không? Nó cứ lại đây lại chân em này. Cái hồi đó cái trường ở bên đây nè. Mặc áo vô nha. Em biết xong rồi cái trường này nó chui vô quá, cái ba động nó bị cộng dây chì á, rồi họp từ bữa hổm giờ cái trường á nó không có bị không có nó không cho vô nữa. Bắt đầu cái vô cổng này biết sao nó có cái dũng sình. Nó nằm nó lăn rồi mình mẩy nó ra, em trời chị quay cái clip rồi nó về chị nhìn không ra nó luôn á. Đất hả cạo ra chứ cũng phải cỡ ký. Sao lại đi đất nó ơi, đi cạnh đất rồi. Đâu nó nằm dưới cái dũng sình nó tại nó phá chịu mát. Em thấy không nằm là phải mở quạt. Đúng còn chó. Nhưng mà cái giờ lạnh tậu lắm nha. Giờ lạnh á. Phải quấn đồ lại á. Nằm ở đất mờ lại nằm trên niệm đồ nằm nắp mền đồ lại lạnh chịu nổi. Nhà em có một con chó nó cũng mập như này mà nó hay bị nổi nụt, nó kiểu không, nó nóng gan á. Mập mà lùng hơn. Thế hả? Nó nóng á. Nhà em mới hỏi là không biết là nó mập này nó có bị nổi nụt không? Không, nó có bị gì hết á, chị thấy nó không bị gì đâu. Cưng nó, trời ơi, nó con gái ở nhà cũng năm móng phải không? Rồi đây cũng là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5 đúng không? Rồi, chỉ có cái móng này là 4 móng thôi. Nghe nó đi chơi cái ngồi vậy đó, liền à. Đi vô thăm chị đó, đúng 11 giờ trưa nó canh này gần tới là kêu bây giờ đi vô chị xin cái là nó vậy đó. Mặc đồ đẹp đi thăm chị kìa. Đi, đi vô Trường An kìa. Nó thở như cô Tít nhà mình luôn á. Đó cái tiếng thở á. Này cũng giống lại đặc biệt giống cô Tít. Trời ơi cưng lắm trời ơi lấy đó nó bận quần của con gái vậy luôn nè. Đó. Nó sao bận quần á. Nó vậy luôn á, lâu rồi cái lủng rách của nó đâu. Có con gái chị nhà là nó ưa giỡn với nó vui. Mà tới 2 tuần nó mới dạng lần. À. Học ở đâu chị? Nó bóng chuyền của Bình Điền Long An á cưng. À. Nó trong trường mình nè. Cái nó chị cắt cái đó để nhét cái đuôi đó. À. Cắt cái lỗ này để nhét cái đuôi. Hàng độc mà. Hàng độc. Chở nó đi mua đồ thú cưng á, nhục lắm trời ơi, chó người ta bỏ vô đẹp cũng chết nhiều cái bộ đẹp lắm cưng ơi, bộ đồ thú dài dép rồi mũ rồi bằng gương đồ đẹp cái gì cũng được mà sao nó không được cái gì vô, không có được cái gì á, nó không vừa hay sao vậy? Nó không có vừa, hàng kia cũng như mình vậy. Em mình thấy nhiều chó lớn mà tức là à, nó cũng phải có đồ cho sai, nó không có vừa cái thân hình của nó. Em cứ nghĩ là cái a con chị hả 63 kg mà nó bận cái áo của con chị vô chặt rớt luôn. Mọi người chị mặc đây, áo đội tuyển Việt Nam này, đội tuyển này. Bữa hôm qua hôm kia thì bận cái màu kia ha, bữa nay mình chơi cái màu này cho nó có ngôi sao đi, biểu tượng cho đất nước Việt Nam này nè. Đó ta. Chuẩn bị mai đi cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Mai là Việt Nam mới thắng là mai là chắc rồi. Gặp bé Su ở phố đi bộ nha. Nhưng mà không biết là bé Su có lên được không? Cũng đông cũng lắm. Xa nữa. Xa. Cái này mà bây giờ bé Su mà hả có phải không có con gái chị á nhà. Chứ chị phải biết sao làm quay. Ừ, chứ bây giờ ấm nó không nổi thì sao? Ấm nó không có nổi. Đó, chọc nó vô giày. Chứ cái tà chị nó bị gãy, nó yếu. Có làm gì làm ha? Ừ, nằm đơ người. Tội con ngồi vậy chứ. Cái áo. Đi, con đứng vậy cho mẹ. Ôi, được. Cái này đẹp nè, đẹp. Đứng lên. Ngồi bả ngồi luôn rồi. Đội tuyển Việt Nam này. Ngôi sao này. Nó thì nó yêu Việt Nam. Nó mặc cái này mà nó ngồi nhìn y như con kangaroo á. Hả?
nhìn y như con kangaroo của Úc ấy. Để chị ra nó ngồi lại này, chị cho bà nãy mấy cái tấm dễ thương cũng chết. Để em nói chị sạn ra. Đấy, đứt lên. Còn ghé lại. Nói mệt thì nha, cái là. Ơi, chưa để chị qua bển, chị đi đâu nó theo nhìn đó. Con ngồi ghé lại chứ, ra đẹp chứ. Bóng đá này chắc là sẽ có vé xu đến cổ vũ này nha. Nói nhé ạ. Hôm em coi cái clip thấy nó chị đang nói chuyện đó mà nó cứ liếm nó thơm đó. Rất là dễ thương nha các bạn. Không có lời nha. Cây nè. Cây dễ thương, cây lành lắm. Cây dễ thương. Đúng rồi. Các bạn nhà, các bạn có ai nuôi con tôm thì comment lại tương tác cho nha. Em vậy, nó thấy cái gì nó tự nhiên nó thấy cái gì. Con chó hiện sự rất là đặc biệt. Nó không chịu được. Nó thấy giòi nó không chịu được, nó sợ. Ôi, em ngồi thẳng lưng luôn nè. Này ghé vậy nha. À. Cái này đúng không? Ai. À, tôi đi Việt Nam. Dính vào đây này. Chờ kiểu mặt nó mát xa hưởng thụ. Ờ mẹ nè, mẹ ở đây, mẹ ở đây cho con nha, mẹ đâu đi. Chị đi đâu nó đi theo đó vậy, nó sợ bỏ nó. Tội ghê luôn. Không có cái miếng hồ dán. Nó chỉ ăn cháo trắng thôi, à, cháo thịt thôi, hay là ăn món gì khác không? Không. Cô Mai không biết có ăn không? Không, nó ăn kỹ á. Chị ăn mua cháo rồi. Chưa. Trời ơi. Đó, nấu cháo của nó, nấu cũng cháo. Nó nấu vậy đó. Ô, cháo thịt bằm này còn ngon hơn là cháo thịt bằm. Mình thịt bằm. Nấu ăn đấy nhỉ. Một ngày nó mấy chục ngàn đó. Ừ. Tình đó. Hồi kia chị làm đó. Tôi nói chị làm thêm gà em sẽ tắt, chị bán trên mạng á. Dạ. Thế nha, tôi nói bây giờ bán kìa. Có, chị làm chị để tủ lạnh kìa, đứa nào nó kêu ship với chị bán trên Facebook đúng không? Đúng. Facebook chị lại gì? Hồng Đỗ. Chị Hồng Đỗ bán chân gà xả tắc nha. Bạn nào đang xem thì có thể là order chân gà xả tắc của chị Hồng. Ủng hộ chị Hồng. Với MG Singwe. Với Singwe. Là cái sản phẩm của Hồng chị. Có ship không? Ship lúc này có mình chị à, chị có ship. Dạ, mọi người có ai thích chân gà xả tắc thì ngâm xả tắc thì chị bán Singwe đâu. Singwe bán chiều chị 3 giờ chiều đi dọn ở ngoài trước cửa. Trước cửa này luôn. Trước cái cổng cũ của trường Đào Khoa Tự Nhiên nha các bạn. Bạn nào muốn gặp bé Su hay là ủng hộ hàng quán của chị Hồng thì có thể xuống đây nha. Ủng hộ để chị Hồng có tiền mà mua đồ ăn cho bé Su ăn hàng ngày. Đúng rồi, chủ yếu bé Su thôi. Ủa sao nó ngủ hoài hả? Chị không biết nữa. Phim liêm viên vậy thôi chứ không phải không. Hả? Không bao giờ sủa, coi nhà. Trời ơi, nó coi nhà giỏi hơn mấy con cái kia luôn á. Tức là nó có sủa không? Trời ơi, nó sủa thanh. Nãy vào nó sủa quá trời, con này nó im nè. Tại chị bắt nó ngủ quá. Chị bắt nó nằm đây nè. Ừ. Ừ. Ghê luôn á. Các bạn đây chị Hồng có bán chân gà em sẽ tắt nha. Mọi người ai ăn đi đặt order của chị Hồng để ủng hộ nha. Chị xin nha, chị Trường An nha. Trường An ơi. Ôi leo lên xe kìa. Rồi tự leo xe luôn. Rất là điệu nghệ nha. Hồi nãy giờ chị có kêu nó đâu. Đó. Ôi. Ở nhà đi. Ôi tự chào nó không phải bế luôn nè. Đó, em đi chưa? Rồi. Dạ rồi, em cảm ơn chị Hồng nha. Cảm ơn chị Hồng. Chào chị. Mấy bà chăm chị đi nha. Các bạn nha. Chào đặc biệt bé Su nè. Chào Su. Chào Su. Su hiền quá. Chào Su. Ôi. Bye nha. Dạ rồi, em cảm ơn. Dạ. Bye bye. Ra trước đi, chị nghe sao? Ô, có thể đang vào kìa. Ờ, cái đó, anh chị nhà đó. Anh lấy xe đi. Không, chị cứ đi đây, em còn phạm đầu. Dạ. Có chị nhiều ạ, hôm sau xuống ủng hộ chị chị đó. Chân gà xả tắc. Chân gà xả tắc đầu tiên. Rồi, em cảm ơn chị. Bye, bye. Nghĩ hả? Ôi, sợ mày á. Kiếm cái lá cờ nhỏ nó đưa cho nó cầm. Dạ, sao nó đặt nó hả? Ơi, cưng quá đi, cái này. Cái này có phai hết trời. Tấm này cũng đẹp đến này. Chuẩn bị đi chơi hả? Đó, chụp con nhỏ luôn, theo cô. Đó, hả, mặt nó vậy. Đi chạy ra cho.